Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Tòa đàm hiển kế xây dựng quê hương Quảng Bình. Minh Họa được mua vải thiêu. Tuyên Hóa chủ trọng công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 8 tháng 6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Nhà báo người Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tọa đàm hiển kế xây dựng quê hương Quảng Bình. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương, đại diện Hội đồng hương Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang đã thông tin đến con em Quảng Bình đang sinh sống, học tập, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Nhà báo người Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh những điểm khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian vừa qua, định hướng trong thời gian tới, những điều kiện tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế, đặc biệt trên lĩnh vực du lịch dịch vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh thông qua buổi tọa đàm này, lãnh đạo tỉnh mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, con em quê hương Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tại Quảng Bình. Đồng thời đóng góp ý kiến góp phần giúp Quảng Bình trong việc hoạch định các chủ trương chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Quảng Bình, góp phần tạo đà tạo thế cho tỉnh phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong những năm tới. Trong thời gian qua, những người làm báo, những con em quê hương Quảng Bình đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng về quê hương, đoàn kết, chung lòng, giúp nhau học tập, làm ăn. Nhiều người thành đạt trên các lĩnh vực quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, nghiên cứu. Đặc biệt, mỗi khi quê hương có bão, lụt, thiên tai, con em quê hương Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để giúp đỡ bà con quê hương. Ngoài những đóng góp về vật chất hay đầu tư phát triển kinh tế tại quê nhà, nhiều người là nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân luôn mong muốn cống hiến trí lực, những kế sách hay, chung sức cùng với đảng bộ chính quyền xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp. Tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học, doanh nhân là con em quê hương Quảng Bình đang sinh sống, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các doanh nghiệp quan tâm đầu tư tại Quảng Bình đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trên nhiều lĩnh vực như phát triển công nghiệp, nông nghiệp sạch, du lịch, dịch vụ, nguồn lực lao động. Hầu hết các ý kiến đều khẳng định với tiềm năng lợi thế sẵn có cũng như các chính sách ưu đãi của tỉnh, Quảng Bình sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai. Ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu, các nhà khoa học, doanh nhân. Tại buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu tất cả các ý kiến, đồng thời nhấn mạnh Quảng Bình cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp về đầu tư tại tỉnh. Đây sẽ là động lực góp phần quan trọng trong việc đưa tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Dịp này, đại diện tập đoàn DDT Group và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trên lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Cũng tại buổi tọa đàm, các nhà hảo tâm đã trao tặng 8 bộ máy vi tính cho làng trẻ em SOS Đồng Hới, 5 suất học bổng cho các sinh viên Quảng Bình có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và hỗ trợ 50 triệu đồng cho các nữ pháo binh Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy. Hội nông dân các huyện Tuyên Hóa và Lệ Thủy vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Ngày 7 tháng 6, Hội nông dân huyện Tuyên Hóa đã tổ chức đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động hội trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ qua, cả cấp hội nông dân huyện Tuyên Hóa đã thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Để tạo điều kiện cho hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội nông dân huyện đã làm tốt vai trò cầu nối, giúp cho hội viên tiếp cận nhiều nguồn vốn vay ưu đãi như quỹ hỗ trợ nông dân ba cấp, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp huyện cho hội viên vay với số dư nợ trên 500 tỷ đồng, hơn 8.700 thành viên dư nợ. Nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo và vươn lên trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp. Hàng năm có gần 4.000 hộ được công nhận sản xuất giỏi cả cấp, tạo việc làm ổn định cho hơn 2.300 lao động. Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, hội viên nông dân toàn huyện đã đóng góp gần 95 tỷ đồng, hiến đất cây trồng các loại, hàng rào, cổng nhà
với tổng trị giá trên 37 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Có 157 trên 157 chi hội nông dân đăng ký và quản lý hiệu quả các tuyến đường tự quản. Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu phương hướng trong hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới. Ngày 17 và 18 tháng 6, Hội nông dân huyện Lệ Thủy đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 11 nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân huyện Lệ Thủy luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh và đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội nông dân huyện lần thứ 10 đã đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững. Hàng năm có gần 23.000 hộ thi đua để đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp và đã có trên 17.000 hộ đạt danh hiệu này. Các cấp hội đã trực tiếp giúp đỡ cho trên 810 hộ thoát nghèo, phối hợp giúp đỡ cho trên 200 hộ thoát nghèo. Xác định vai trò chủ thể nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, nông dân Lệ Thủy đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn huyện Lệ Thủy ngày càng khởi sắc. Với chủ đề đại hội xây dựng hội nông dân Lệ Thủy vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới và bầu ban chấp hành hội khóa mới. Sáng nay ngày 8 tháng 6, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và học tập quán triệt nghị quyết đại hội đoàn cả cấp nhiệm kỳ 2017-2022 và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Tham gia tập huấn có 120 cán bộ đoàn của các tổ chức cơ sở đoàn thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được quán triệt các nội dung cơ bản về nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 và nghị quyết đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022, những điểm mới của điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bổ sung và sửa đổi, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cả học viên còn được tham gia các hoạt động thực tế, bổ sung cả kỹ năng tổ chức trò chơi, sinh hoạt tập thể, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, dịch vụ lưu trú homestay không phải là mô hình quá mới mẻ, nhưng tại Phong Nha Kẻ Bàng, loại hình này đã có sự phát triển mạnh trong 3 năm trở lại đây. Điều đáng ghi nhận mà huyện Bố Trạch nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung đang hướng đến đó là phát triển loại hình homestay gắn với phát triển nông nghiệp bền vững. Hiện nay, xu hướng dịch vụ lưu trú homestay không chỉ thu hút du khách nước ngoài mà ngay cả những du khách trong nước cũng thực sự thích thú. Nhiều mô hình homestay đã thực sự tạo thành một không gian nghỉ dưỡng lý tưởng gần gũi cho du khách, đáp ứng nhu cầu lưu trú cũng như tìm hiểu phong tục tập quán người dân bản địa của du khách thập phương. Tôi rất hài lòng khi đến đây, cách chăm sóc phục vụ rất tốt, đặc biệt là người dân ở đây thân thiện và dễ thương. Lúc chúng tôi cần gì cũng sẵn sàng giúp đỡ. Nhiều homestay mở ra đã giải quyết được công ăn việc làm cho người dân, vừa khai thác được vẻ đẹp của địa phương để phát triển kinh tế, vừa góp phần quảng bá hình ảnh con người quê hương Quảng Bình ra với bạn bè quốc tế. Với mô hình này, trung bình mỗi tháng, một hộ làm dịch vụ này có thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. Vào mùa cao điểm du lịch có thể thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Khách họ về nhiều, phong có. Nên năm nay tưởng làm homestay, thứ nhất là kiếm thêm thu nhập, hai là tạo công ăn việc làm cho gia đình. Thì trong quá trình thì tôi cũng có tìm hiểu trên mạng rồi các nơi họ làm, homestay xong cũng tìm hiểu mấy mở thì em còn thiếu sót nhiều kinh nghiệm, nhưng dần dần khắc phục, họ góp ý kiến, một khách một góp ý kiến mình khắc phục dần dần. Ở huyện Bố Trạch cũng khuyến khích người dân đầu tư các mô hình homestay bằng chính sách hỗ trợ 15 triệu đồng một mô hình, đồng thời gắn mô hình homestay với phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng hình thành mỗi làng mỗi sản phẩm theo chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng. Riêng tại xã Sơn Trạch hiện nay có 21 homestay đã nhận được sự hỗ trợ của huyện Bố Trạch với tổng số tiền 315 triệu đồng. Hai năm trở lại đây, đối với cái mô hình homestay đối với xã Sơn Trạch rất là sôi động. Có thể nói rằng là sau Hội An thì Phong Nha cũng trở thành một cái phố Tây trong tương lai. Đối với xã Sơn Trạch thì về cái điều kiện
về ngân sách thì rất là cũng đang khó khăn, chưa có nhiều để hỗ trợ, nhưng vừa rồi thì được sự quan tâm của ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ trong một cái mô hình homestay là 15 triệu đồng trên một cái homestay. Còn đối với chính quyền xã thì cũng đã quan tâm đối với cái mô hình này, như giúp cho bà con trong cái việc làm thủ tục chuyển đổi đất đai sử dụng cho theo quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho nhiều hộ được tham gia vào cái mô hình này. Việc nở rộ loại hình lưu trú cộng đồng homestay không chỉ làm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch mà còn giúp giải quyết việc làm cho người dân vùng đệm của di sản, góp phần tạo sự thân thiện gần gũi giữa du khách và người dân bản địa cũng như kết nối được các mô hình du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển hiệu quả, mang lại sự hài lòng của du khách thì cùng với việc nâng cao ý thức của người dân về vệ sinh môi trường cũng như thái độ phục vụ thì các cấp, các ngành và địa phương cần quan tâm đến đào tạo ngoại ngữ cho người dân cũng như tập huấn nghiệp vụ du lịch đối với những người làm homestay, đặc biệt hơn là bảo đảm tính bền vững trong phát triển du lịch. 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Những câu chuyện xúc động đầy ý nghĩa giữa đời thường. Những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước. Cùng chương trình văn nghệ ấn tượng, đặc sắc, truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề Quảng Bình 70 năm sáng mãi ngọn lửa thi đua yêu nước. 20 giờ ngày 9 tháng 6 trên kênh QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Minh Họa được mua vải thiêu. Tuyên Hóa chủ trọng công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Hôm qua ngày 7 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và triển khai thực hiện nghị định 139 ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 150 đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban chuyên môn, đơn vị thành phố và các xã phường trên địa bàn đã được tiếp thu những kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 97 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81 ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở theo Nghị định 139 ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ. Công an huyện Bố Trạch vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Trạch tổ chức hội nghị điểm về tuyên truyền công tác phòng chống ma túy. Tại hội nghị, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã được phổ biến các nội dung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, cách nhận biết có 332 đối tượng ở 13 xã thị trấn có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong năm tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng ở Quảng Bình đã kiểm tra, phát hiện và xử lý gần 800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền phạt, truy thu thuế và tiền bán hàng tịch thu là trên 17 tỷ đồng. Trong tháng 5, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 201 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử phạt, truy thu thuế và bán hàng tịch thu được trên 3,5 tỷ đồng. Trong năm tháng đầu năm, tổng số tiền phạt hành chính và truy thu thuế là trên 17 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm được phát hiện chủ yếu gồm lâm sản các loại, động vật hoang dã, thuộc là điều nhập lậu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, khoáng sản. Các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thường sử dụng thủ đoạn vận chuyển tinh vi và luôn có phương án đối phó với hoạt động kiểm tra của các cơ quan chức năng.
Để ngăn chặn tình trạng này, thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh sẽ tập trung tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát ở các địa bàn trọng điểm như cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Cảng La, Cảng Danh, các tuyến đường bộ, tuyến đường sắt, đường hàng không, chủ trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và gian lận thương mại. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cây vải thiều chưa phải là cây trồng xóa đói giảm nghèo của người dân huyện Minh Hóa, nhưng năm nay nhiều hộ dân trên địa bàn đã có thu nhập cao từ cây vải. Những năm trước đây, cây vải ra hoa khá ít, hầu hết các hộ gia đình trồng loài cây này chủ yếu chỉ phục vụ cho nhu cầu trong gia đình và để nuôi ong lấy mật. Tuy nhiên năm nay các hộ trồng vải rất phấn khởi vì vải được mua. Thương lái đến mua tận vườn với giá 10.000 đồng một kg. Bình quân mỗi cây vải có thể cho thu nhập trên dưới 5 triệu đồng. Nhờ vậy nhiều hộ gia đình có thêm chi phí để trang trải cuộc sống. Hôm nay ngày 8 tháng 6, huyện đoàn Quảng Trạch đã tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho em Nguyễn Thị Hiền ở xóm 3, thôn Sơn Tùng, xã Quảng Tùng, là đoàn viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em Nguyễn Thị Hiền sinh năm 2001, Hiền đã học xong lớp 9, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha mất sớm, mẹ bỏ nhà đi, để lại năm anh em Hiền từ rau cháu nuôi nhau. Hiện tại, trong số năm anh em thì hai người đã có gia đình, nhưng điều kiện không mấy khả giả. Cơn bão số 10 năm 2017 đã làm sập ngôi nhà của mấy chị em Hiền. Huyện đoàn Quảng Trạch đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và câu lạc bộ thiện nguyện Nét bút xanh miền Trung khởi công xây dựng nhà nhân ái cho em Hiền với tổng trị giá ngôi nhà 40 triệu đồng. Đồng thời, huyện đoàn Quảng Trạch cũng đã huy động đoàn viên thanh niên xã Quảng Tùng giúp đỡ hàng chục ngày công để xây dựng ngôi nhà sớm đưa vào sử dụng. Thời gian qua, nhiều đợt nắng nóng kéo dài dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động trong phòng cháy chữa cháy rừng, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tuyên Hóa đã triển khai nhiều phương án trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tuyên Hóa có diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên 96.000 ha, phân bổ đồng đều 20 xã thị trấn. Xác định trong thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với việc sử dụng lửa thiếu ý thức của một số người dân vào rừng khai thác các loài lâm sản, việc phạt đốt nương rẫy, đốt ong, xử lý thực bì sau khai thác rừng trồng là những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây cháy rừng. Chính vì vậy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng ở huyện Tuyên Hóa đã chủ trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong phòng cháy chữa cháy rừng. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng huyện xã đã chỉ đạo các thôn thành lập các tổ đội thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đó là mỗi thôn nó có một tổ đội và tổng số cái lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng ở các thôn nó gồm có 42 người. Thì làm công tác phòng cháy chữa cháy rừng và thực hiện tổ phương châm 4 tại chỗ. Cuối năm 2017 và đầu năm 2018 thì trên địa bàn của xã Đức Hòa không xảy ra cái cháy rừng và cái hiện tượng chặt phá rừng được ngăn chặn triệt để. Để hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngay từ đầu mùa khô, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị chủ rừng tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các tổ đội bảo vệ rừng trực 24/24 giờ, lắp biển dự báo cháy rừng, tổ chức tuần tra các khu vực trọng điểm dễ cháy rừng. Chính quyền các địa phương, các chủ rừng đã xây dựng các phương án cụ thể bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, củng cố và thành lập 126 tổ đội bảo vệ rừng làm nòng cốt trong cộng đồng dân cư thôn bản, thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng làm nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Để mà thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2018, thì hạt kiểm lâm cũng đã tham mưu cho ban chỉ đạo của huyện Tuyên Hóa triển khai các cái biện pháp về phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2018 về cho đến các xã trên địa bàn của huyện, trong đó đặc biệt quan tâm đến cái công tác xử lý thực bì trong mùa khô. Đồng thời, sau khi mà thực hiện các cái giải pháp về xử lý thực bì, hạn chế các cái vật liệu cháy, thì cũng hạt cũng tham mưu ban chỉ đạo tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Hiện tại bây giờ là tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác phòng cháy của các cái xã và đưa ra các cái giải pháp cho cái việc chữa cháy trong mùa khô, đặc biệt trong những cái ngày nắng nóng sắp tới. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn huyện Tuyên Hóa chưa để xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, hiện đang vào thời cao điểm nắng nóng, rất dễ xảy ra nguy cơ cháy rừng. Vì vậy, cả cấp chính quyền huyện Tuyên Hóa và người dân trên địa bàn cần thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan lơ là trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.
thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Các khu rừng luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm. Để hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra, mọi người cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi vào rừng hoặc ở khu vực gần rừng, không đốt lửa, vứt tàn than, tàn thuốc lá bừa bãi trong rừng. Còn tại các khu vực rừng có am thờ nghĩa địa, người dân đốt vàng mã cúng bái thì phải canh giữ đến khi nào dập hết tàn than mới được ra về. Ngoài ra, nghiêm cấm việc đốt than ra phế liệu trong rừng. Khi phát hiện cháy rừng, phải báo cáo ngay với chủ rừng, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan kiểm lâm nơi gần nhất để kịp thời chữa cháy hoặc liên lạc về văn phòng ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh theo các số điện thoại 0232 383 9488, 0912 037 673, 0913 203 199. Phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân. Đề nghị mọi người chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao.